Chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Em chào anh Nhân. Chào em. Quý vị khán giả và Minh Châu có thấy không? Tết đã qua rồi nhưng mà thời tiết vẫn còn hơi bị se lạnh đó. Cho nên mình phải cần có một món ăn nào đó giàu năng lượng để bồi bổ cho cơ thể của mình. Đúng rồi, mà muốn bồi bổ cho cơ thể thì phải giàu dưỡng chất đúng không anh? Nhưng mà anh đừng có quên nha, còn phải cân bằng dinh dưỡng và... Và nhất là phải đúng vào chủ đề ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui nữa. Em không biết nói gì ngoài hai chữ chính xác hết đó. Hôm nay Hoàng Nhân sẽ giới thiệu cho quý khán giả món heo quay kho măng. Nguyên liệu để thực hiện món ngày hôm nay gồm có heo quay 300g, măng vàng 150g, ớt sừng, hành lá, trứng cút, tỏi băm, dừa xiêm, các gia vị thông thường và hạt nêm nước hầm xương Ajinon. Bây giờ anh sẽ sơ chế nè. Trước tiên mình có cái phần hành lá đó, cắt khúc khoảng 4cm là được em nha. Rồi anh để qua góc. Phần ớt sừng bỏ cuốn đi nè. Sau đó em bỏ hạt luôn cho anh. Mình cũng cắt khúc như vậy nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cắt cái phần măng nè. Thì sẵn tiện Hoàng Nhân xin nhắc quý vị khán giả và Minh Châu luôn, chúng ta sẽ lựa măng săn chắc, bản to và không có mùi chua nhiều thì chúng ta sẽ có được cái măng ngon đó. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ lựa măng có bản to, cầm chắc tay nè, có màu vàng nhạt thôi và quan trọng nhất là không có mùi chua. Như vậy thì thực hiện món ăn này sẽ rất là hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần măng này ra nè. Quý vị khán giả lưu ý, chúng ta sẽ khứa vào trong phần thân măng ở hai bên như thế này nè, vài đường như vậy thì giúp cho cái phần măng chúng ta thấm gia vị hơn. Bây giờ mình sẽ qua cái giai đoạn là chúng ta sẽ ướp cái phần thịt quay này. Rồi chúng ta cho hết vào tô. Cho vào trong này một muỗng cà phê tỏi băm, một muỗng cà phê hạt nêm Ajinon. Tiếp theo là mình sẽ cho nước tương đậu nành Lisa vào để tạo cho món ăn cái thứ nhất là vị đậm đà nè và màu sắc. Đúng rồi, cái này thì em nhớ nằm lòng luôn á. Đó là khi mà chúng ta nêm nước tương đậu nành Lisa thì món ăn sẽ có màu nâu cánh gián tự nhiên đẹp vô cùng. Em sẽ cho vào trong này một muỗng rưỡi canh. Rồi bây giờ em giúp anh đảo đều lên. Dạ. Mình cho vào trong này một ít tiêu nữa, khoảng 1/3 muỗng cà phê nha. Rồi bây giờ chúng ta có một cái nồi rất là đẹp, chúng ta cho dầu ăn vào nè. Tiếp theo mình cho cái phần tỏi và mình phi, cho cái phần heo quay này vào, cho măng vào, mình phải đảo đều lên. Quý vị khán giả đừng quên điều này nha, chúng ta cho nước tương Lisa vào trong giai đoạn mà chúng ta ướp thịt heo quay, không những làm cho heo quay có màu bóng đẹp mà các loại thực phẩm khác khi chúng ta kho chung cũng có màu đẹp nữa. Anh Nhân ơi, như vậy là mình sẽ đợi một chút xíu cho thịt heo với lại cả phần măng này săn lại đúng không? Rồi sau đó em sẽ cho hết cái phần nước trong trái dừa xiêm này vào. Mình cho nước vô nè. Hèn chi từ nãy tới giờ không thấy anh Nhân nêm đường, té ra là dừa xiêm. Như vậy thì món ăn sẽ có cái vị ngọt rất là tự nhiên đúng không nè? Đúng vậy. Bây giờ mình sẽ cho cái phần ớt sừng nè. Em bỏ vô giùm anh. Ủa, hồi nãy anh Nhân còn có cái món gì? Cái món gì? Không phải thịt, không phải măng. Cái món gì? À, trứng cút. Đúng rồi, trứng cút. Đây, cho vô luôn, cho anh. À, cho hết trứng cút vô. Bây giờ chúng ta sẽ đợi cho nước sôi và chúng ta cho lửa vừa và kho cho đến khi nó sánh lại là được. Chúng ta chuẩn bị một cái dĩa. Sau đó anh sẽ cho phần thịt và măng ra. Mình phải cho một ít hành lá lên nè. Rồi bây giờ mình gấp cái phần trứng cút này để qua đây. Xong rồi. Rồi, rắc một ít tiêu cho thơm nè. Đây là cái phần ngò rí chúng ta để lên trên mặt. Và bây giờ mời em thưởng thức. Em cảm ơn anh Nhân. Bây giờ em sẽ thử ha. Thơm quá chừng thơm luôn nè. Em sẽ ăn thử một miếng thịt heo quay ha. Kỳ vậy ta? Sao em? Anh Nhân, em thấy có cái gì đó kỳ kỳ á. Nó không có giống với những cái món mà thịt kho măng em hay ăn bình thường. Vậy là sao?
Anh không hiểu. Thì tại vì nó ngon hơn chứ sao. Cảm ơn em. Quả thật đây không phải lần đầu Minh Châu ăn món thịt kho măng, nhưng mà qua cách chế biến cũng như là những cái sự hướng dẫn tận tình của đầu bếp Hoàng Nhân thì món ăn trở nên thơm ngon và hấp dẫn hơn rất nhiều. Minh Châu tin chắc là nếu như quý vị dùng với cơm nóng thì quý vị sẽ rất thích. Thịt rất là đậm đà nè, có mùi thơm đặc trưng, có màu nâu bóng đẹp nhờ sử dụng nước tương Lisa. Bên cạnh đó thì măng cũng rất là thấm gia vị mà vẫn giữ được độ giòn. Còn gì bằng nếu như mà trong một ngày thời tiết hơi se se lạnh, chúng ta có một nồi thịt heo quay kho măng thơm lừng, bốc khói, bên cạnh một chén cơm thật nóng hổi. Đúng không anh Nhân? Ừ, đúng rồi. Mến chúc quý vị khán giả sẽ thành công với món ăn này nhé. Ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui. Chắc chắn là quý vị khán giả sẽ thành công rồi, bởi vì quý vị đã theo dõi chương trình rất cẩn thận cũng như ghi chép đầy đủ, đúng không ạ? Và nếu như quý vị có bất cứ một ý kiến thắc mắc hoặc đóng góp nào về cho chương trình, xin quý vị hãy gửi thư về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083 823 7557. Còn bây giờ thì mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.